ý các bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi xuống Cần Giờ á, mà đi đường gần sát á, thì các bạn chú ý như sau. Đường á, thì rất là thông thoáng, dường như là rất là ít xe. Mỗi một bên á, thì có 3 làn xe. Mà khuyên các bạn á, nên chạy len giữa như mình nè nha. Tại từ ở trong á, người dân á, ùa ra với tốc độ cao lắm nha. Còn hai bên đường thì người như thế này đó, qua lại không ít có coi đường nha các bạn. Đó là điều thứ nhất, các bạn nên chạy len giữa. Thứ hai là tốc độ của đoạn đường này nó cho các bạn chỉ chạy 80 km/h, nên các bạn chạy hạn chế, nhẹ chân ga. Một cái vấn đề thứ ba mình muốn nói các bạn, ở trên đường này rất ít cây xăng nha. Các bạn chuẩn bị vô đường này á, các bạn chú ý như sau. Thứ nhất là phải xăng phải đầy bình, nguyên liệu phải cho thật nhiều nha các bạn. Đi giữa đường mà hết xăng thì chỉ có trời cứu thôi, vì ở đây không có cây xăng nha các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Còn quên nữa, mình đây không phải là review đường, mình là người bán dầu, chuyên cung cấp dầu ăn 25 kg, số lượng lớn, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, từ các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, còn tỉnh gì quên tiêu rồi ta, Đồng Nai. Thân chào các bạn, số điện thoại ai muốn đặt dầu mình để phía bên dưới. Có thì gọi mình giao hàng tới nha các bạn. Đặc biệt bên mình giao hàng không cần chuyển tiền trước. Các bạn thấy không? Trên đường không có một chiếc xe. Rồi, tập trung lái xe đây.